là khi mà khách hàng người ta hỏi mua hàng mình comment nó phải lách ký tự đi. Ví dụ khách hàng hỏi là bây giờ là gì ạ, hỏi là bảo anh ơi tôi muốn mua sản phẩm này thì mua như thế nào, thế bảo anh bảy trả lời là gì, ở liên hệ Facebook tôi nha, liên hệ Zalo, liên hệ số điện thoại này cho tôi nha, thì sẽ bị vi phạm chính sách. Rồi, chúng ta sang một cái phần tiếp theo, đó chính là chính sách trên nền tảng. Thì thực ra là gì ạ? Là mình chơi sân chơi nào mình phải hiểu luật. Bây giờ mình ra đường mà mình không hiểu luật xin thưa cả nhà là gì ạ? Công an tóm vào đến lúc đấy là rất là mệt. Lúc đấy thì chả ai cãi được đúng không cả nhà? Nên là mình phải hiểu luật. Thì ở trên đối với ở trên nền tảng TikTok ấy thì bản chất nhá cả nhà là cái lượt follow nó không phải là cái thứ quyết định đâu, mà uy tín tài khoản nó mới là thứ quyết định. Và uy tín tài khoản nó quyết định từ đâu ạ? Từ cái việc mà chúng ta tuân thủ chính sách nó đầy đủ. Ví dụ bây giờ một cái tài khoản hàng triệu follow nhưng mà suốt ngày vi phạm chính sách các thứ ấy, thì xin thưa cả nhà là gì ạ? Là nó sẵn sàng có thể là xóa bay tài khoản luôn. Ở đây có ai đã từng bị video comment xuống số 3 đúng không ạ? Ở đây có ai đã từng từng bị xóa ạ? Ôi, cảm ơn Hoài Thu nhá. Cảm ơn hẳn. Đăng ký hẳn 3 link. Rồi, một số anh chị đã bị xóa video rồi đúng không ạ? Tại sao mình bị xóa? Đôi khi mình xóa xong mình cũng không biết tại sao xóa, và nếu như mà mình bị xóa nhiều ấy thì nó sẽ gọi là hạ thấp uy tín tài khoản xuống, và đến lúc đấy mình lại hỏi là nó bị bóp view hay làm sao đúng không ạ? Nó do lý do là mình không tuân thủ chính sách thôi. Nên là bây giờ nó có những cái chính sách như thế nào, thì thực ra chính sách của nó rất là dài, tí nữa cần sẽ gửi full cho cả nhà cái chính sách nó. Tuy nhiên đấy, có những cái chính sách mà cả nhà cần phải lưu ý ở đây. Thứ nhất là về vấn đề là quay trẻ con này. Cái này nó cũng là liên quan đến vấn đề là live stream luôn. Ví dụ những ai mà đã đủ điều kiện live stream rồi ấy, thì cả nhà cũng lưu ý luôn. Ở đây có ai đã đủ điều kiện live stream rồi, comment số 5 đúng không phải học không? Thực ra là tùy từng ngành thôi. Ví dụ là có một vài những cái ngành, ví dụ về sức khỏe này, hoặc là ví dụ một số các anh chị làm về thẩm mỹ, về sinh lý, về phụ khoa ấy, thì đấy là những cái ngành mà rất dễ bị vi phạm. Rồi, hay quá. Thì đối với lại những người đủ điều kiện livestream là ít nhất là có 1.000 follow nha cả nhà nhá. Ít nhất là phải có đủ 1.000 follow thì nó mới được được livestream ở trên nền tảng này. Bởi vì livestream nó cũng có chính sách của nó luôn, thì cần cũng đan xen luôn ở đây nhá. Thứ nhất là video và livestream của mình ấy, nó không xuất hiện những cái nội dung mà trẻ em dưới 16 tuổi xuất hiện nó một mình. Thế nên là diện nếu như giả sử mình quay những nội dung mà có con nhỏ chẳng hạn, thì mình sẽ phải làm sao? Quay cùng với người lớn như cả nhà nhé, quay có sự xuất hiện của người lớn. Số 2 này, cái video đó, cả nhà sẽ phải tắt tất cả những cái app đi nhé. Ví dụ là cả nhà hay quay clip bằng bằng Soda, bằng B62 Plus, rồi là bằng các kiểu. Em mỗi lượt em có mỗi 8 lượt follow là à mới 8 lượt follow à. Không sao cả. Tí nữa nhá, tí nữa chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải làm gì. Video nó không dính logo các cái app. Ở đây có ai chưa biết tắt app đi không? Tắt logo app đi không? Ví dụ cả nhà dùng Ulite này, hoặc là dùng những cái app mà mình chưa biết tắt cái logo ấy đi, mình chụp ảnh là mình quay video mà nó vẫn còn cái logo. Em chưa có kênh luôn. Không sao, tí nữa lập sau. Rồi, tiếp theo nhá, là logo thương hiệu. Ở đây có ai đang kinh doanh hàng hàng fake không ạ? Hàng pha ke, đặc biệt là thời trang. Ở đây có ai đang kinh doanh hàng fake không ạ? Nước hoa cũng thế. Một vài cái hàng khác. Rồi ok, một số các anh chị đang kinh doanh, nếu như kinh doanh thời trang hoặc là một vài những cái mặt hàng khác ấy, ví dụ là nước hoa không phải là hàng chính hãng ấy, thì thực tế là gì ạ? Là bây giờ tất cả các nền tảng, kể cả Facebook, kể cả sàn, họ đang dần bóp chặt hơn. Nhưng đối với nền tảng TikTok, cần cũng nói luôn dành cho một số các anh chị làm hàng hàng thì thực ra là vẫn làm, vẫn phát triển được. Tuy nhiên nó sẽ, tức là nó không gọi là đỉnh cao lên được. Đến một thời điểm ví dụ là khoảng 50.000, 60.000 follow ấy, nó bắt đầu là TikTok nó sẽ sờ gáy, nó sẽ hạ tương tác kênh xuống. Thế nên là mình xác định mà làm hàng fake ấy thì nhá, một là gì ạ? Mình thực ra là bây giờ mình nên có sự định hướng, mình làm những thứ nó gọi là nó bền hơn. Và số 2 nữa gì? Nếu như xác định làm fake thì nó là dạng kiểu là ăn xổi thôi. Mình làm kênh để gọi là mình tìm kiếm khách hàng. Và đối lại ở trong lớp thì cần cũng có một vài bạn làm hàng làm fake ấy. Các bạn luôn sẵn sàng lập 2 đến 3 kênh. Luôn sẵn sàng lập đến 2 3 kênh, kênh này khóa các bạn làm kênh khác. Nhưng vấn đề là gì ạ? Khi mà bị khóa cái kênh kia ấy, là bạn đã kiếm rất nhiều đơn hàng rồi.
Vậy làm sao để hạn chế? Một số các anh chị làm về cái hàng thương hiệu làm sao để hạn chế. Thứ hai là bây giờ mình làm hàng thương hiệu ấy thì mình sẽ không nói nhấn mạnh vào cái tên nữa. Tức là mình chỉ cầm lên cho mọi người nhìn thấy mẫu mã thôi. Đấy. Chứ mình cũng không nhấn mạnh, ví dụ lên cho chị em một cái con túi Gucci đấy. Ví dụ như vậy, hàng Quảng Châu, ví dụ như thế thì mình nhấn mạnh lên thì nó dễ bị chết. Còn nếu như mình chỉ dơ lên các thứ thôi thì có thể TikTok nó vẫn gọi là cho phép. Nhưng đại loại là gì ạ? Đến một thời điểm nào đó TikTok nó cũng sẽ hạn chế, nó quét cái tài khoản. Nên là mình luôn sẵn sàng một cái kế hoạch là gì ạ? Ít nhất có hai. Và tốt nhất cần đưa ra một lời khuyên là gì ạ? Là mình có thêm những cái chiến lược kế hoạch lâu dài. Cần có hỗ trợ một bạn. Tiên là bạn shop. Bạn này bạn bị xóa một cái kênh là 400.000 follow. Đấy, vì lý do là hàng fake. Tại sao lên 400.000 follow mới bị xóa? Bởi vì sao? Bởi vì lên càng cao TikTok nó quét càng kỹ hơn cả nhà nhé. Và cần nhắc cho để cả nhà có thể nắm được thôi. Hàng chính hãng đưa vào logo lên có được không ạ? Thực ra là trên TikTok nó rất là hạn chế về vấn đề logo. Đặc biệt là những cái logo thương hiệu lớn. Ngày xưa cần làm những cái kênh cho các bot mỹ phẩm ấy. Các bà suốt ngày mặc Gucci, Chanel các thứ. Mặc dù là hàng chính hãng đấy. Nhưng mà TikTok nó vẫn không thích điều đấy. Biệt là gì ạ? Một số các anh chị làm nội dung mà các anh chị cứ phải làm sao có cái tư duy, có cái logo to đoành ở đằng sau luôn. Thì chúng ta cũng không nên làm điều đấy nhá. Bởi vì đấy là một vài những cái tư duy cũ chúng ta làm các nền tảng khác, nhưng ở trên TikTok ấy nó hạn chế hơn những cái việc đấy. Mình hạn chế việc là show những cái logo, kể cả là logo công ty cái thứ nó một cách quá lộ liễu. Ok không ạ? Mình là công ty có logo. Nếu như mà logo công ty thì thực ra là công ty thì vẫn được, nhưng mình nên để nó một cách gọi là nó tự nhiên hơn, chứ đừng dạng kiểu làm nó đậm mùi quá. Ok không ạ? Nhiều anh chị là làm cái logo cứ phải làm sao nó to đoành ở đằng sau này. Xin thưa anh chị, TikTok nó cực kỳ ghét điều đấy thôi. Đó, thì cần nhắc cho anh chị trong trong vấn đề đấy nhá. Em có logo thương hiệu riêng. Logo thương hiệu riêng thì không sao, nhưng đại loại ấy, mình làm sao cho nó khéo léo vào, đừng làm nó gọi là nó phô quá nhá. Rồi tiếp theo là trong cái chính sách về vấn đề là nó liên quan đến vấn đề những cái liên quan đến tình dục ấy. Thì những anh chị em nào mà dạng kiểu ăn ăn mặc, thực ra ở đây chắc không ai làm những cái kênh dạng kiểu là hở hang quá đúng không, nhưng mà một số anh chị làm về thẩm mỹ ấy. Và mình quay một số anh chị làm thẩm mỹ về vấn đề là phẫu thuật ngực các thứ ấy. Nếu như mà quay những cảnh mà phẫu thuật ngực các thứ là bị xóa luôn, hoặc là đặc biệt là ở trong cái phần này là một số các anh chị mà làm về sinh lý. Ở đây những ai làm sinh lý comment số 1 đúng không ạ? Ai đang làm sinh lý phụ khoa thẩm mỹ comment số 1 đúng không? Rồi. Sinh lý này, phụ khoa này, thẩm mỹ này. Thẩm mỹ là mấy cái phẫu thuật các thứ ấy, đặc biệt là phẫu thuật ngực. Đó thì đây là một vài những cái chủ đề mà dễ bị vi phạm. Thì tí nữa thì cần sẽ show cho một cái bảng chính sách, và công việc tối nay là đọc kỹ cái bảng đấy, là cần tin chắc là nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Ở đây nó mới đang dạng kiểu chung chung thôi, tí nữa cần sẽ show cho cái bảng chính sách đấy thì mình sẽ đọc kỹ hơn cái phần đấy nhá. Thì đây hạn chế những cái vấn đề là lộ khe ngực này, lộ khe ngực ở đây thực ra là lộ một tí khe thì vẫn được, nhưng mà đại loại là gì ạ? Lộ quá, ví dụ là mình quay đặc biệt là những mà mặc bikini thì phải đúng nơi đúng chỗ, ví dụ mặc bikini thì phải đứng ở bể bơi bãi tắm thì mới được. Nhiều người bảo là sao mình vẫn thấy những cái clip mặc bikini các thứ, thì cả nhà chủ yếu cả nhà sẽ thấy là ở nước ngoài nó tràn về là chính chứ không phải ở Việt Nam, đúng không ở nhà? Rồi tiếp theo nhá, cái phần này thì dễ bị mắc này là cái chỗ mà thông tin cá nhân ấy, lộ thông tin cá nhân nhá. Cái phần này cần cần nhắc rất kỹ cả nhà nhá, là TikTok nó hoàn toàn không thích những cái hành vi mà cả nhà để lộ số điện thoại và thông tin cá nhân, bao gồm số điện thoại và địa chỉ. Đôi khi nhá, cả nhà đi quay những cái clip ngoại cảnh đúng không ạ? Thì ví dụ ở đằng sau của mình bối cảnh nó là những cái tấm biển quảng cáo ấy. Và nó có logo, nó có địa chỉ các thứ ấy thì TikTok nó không thích. Tức là TikTok nó không thích đấy. Về thông tin cá nhân không lên xu hướng không sao, cứ lên xu hướng bị xóa. Đặc biệt là những anh chị mà hay khoe đơn hàng. Lưu ý giúp cần nhá, đặc biệt là số điện thoại với địa chỉ. Và tiếp theo nữa là ví dụ là ở trên livestream chẳng hạn. Ở trên livestream thì TikTok nó thế luôn cái vấn đề là thu thập thông tin cá nhân về vấn đề là số điện thoại. Và hôm tới ấy, nhiều người bảo là bán hàng trên livestream làm sao ấy. Thì bây giờ học viên của Cần đang bán hàng ở trên livestream theo hướng là gì ạ?
là ok, các bạn ấy comment thích mẫu này, chụp ảnh lại và gửi qua fanpage hoặc gửi qua Zalo thôi. Đấy, và hôm tới thì TikTok nó sẽ tối ưu trong vấn đề gì ạ? Nó kết nối sàn thương mại điện tử thì nó cũng sẽ tối ưu hơn rất nhiều. Rồi, tiếp theo là về vấn đề là ẩn thông tin cá nhân này. Cái chỗ này, ví dụ hôm tới khi mà có khách hàng người ta hỏi mua hàng ấy, thì bây giờ mình không thể nào trả lời, ví dụ là em để lại số điện thoại này, hoặc là em nhắn tin, rồi là em nhắn tin qua Facebook, rồi nhắn tin qua Zalo được. Mà mình phải trả lời lách đi. Ví dụ khách hàng là và Lê Nga ơi, thế cái sản phẩm này mua như thế nào? Thế bà ấy trả lời là ừ bạn để lại số điện thoại nhé. Hoặc là bạn ấy, bà ấy trả lời là gì ạ? Nhắn tin qua Facebook nhé, còn nhắn tin qua Zalo nhé. Thì TikTok nó không thích điều đấy. Nó sẽ ẩn hết đi. Vậy thì bây giờ trả lời như thế nào đây? Thì bây giờ trả lời đơn giản như thế này thôi. Cái cách trả lời đơn giản như thế này thôi cả nhà nhé. Có luật thì có lách thôi. Nhiều người bảo sao nó khắt khe với mình đấy, sao nó không cho mình bán hàng à? Thực tế là gì ạ? Thực ra là video ngắn nó không phải là nơi để bán hàng đâu. Video ngắn ấy nó là nơi fan xây dựng lượng khách hàng. Còn hôm tới bán hàng chính là bán ở trên live stream và sàn thương mại điện tử. Đây nhá, cả nhà chụp vài cái cách cái mẫu ấy. Thực ra là nó là chấm phẩy các kiểu thôi. Thì hôm tới thực ra là cả nhà không cần phải làm nhiều đâu. Ví dụ cả nhà chỉ cần trả lời là gì? À em vào cái link tiểu sử ở trên nha, ở trên ấy. Xong là mình ghim lên đầu. TikTok nó có một cái tính năng là ghim bình luận ấy. Thì mình sẽ ghim lên đầu luôn cho mọi người biết cách mua hàng luôn. Và hôm tới khi mà có nhiều khách hàng mua ấy, chúng ta phải có những kế hoạch giáo dục cho khách hàng biết được. Và nhiều người bảo sao khó khăn cái phần này thế nhỉ? Đấy, sao TikTok nó lại làm khó mình thế nhỉ? Đấy. Nhưng mà cần thấy là điều này rất tuyệt vời. Bởi vì TikTok nó có những quan điểm rất là rõ ràng luôn. Đó. Nhưng mà chẳng sao cả, cái công việc của mình kinh doanh là gì ạ? Mình giải quyết vấn đề thôi, đơn giản thế thôi. Và rất là nhiều học viên của Cần họ vẫn kinh doanh, họ vẫn phát triển bình thường. Nick này là tích tích xanh, không phải cái này không phải tích xanh đâu, cái này là thêm cái nhãn dán rồi mà. Đấy, ví dụ tiểu sử là sao? À tiểu sử ạ, tiểu sử tí nữa thì Cần sẽ sâu cái chỗ mà chúng ta cài đặt tài khoản ấy, nó có cái tiểu sử giống như Facebook ấy, nó cũng có cái tiểu sử. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là để một cái link thông tin ở đấy. Tí nữa Cần sẽ sâu sang cái phần đấy nhá. Rồi đây là cách trả lời nhá. Không có đến lúc mà khách hàng hỏi mình không biết trả lời như thế nào. Đấy. Mà khổ một cái là mình vẫn nhìn thấy nhưng khách hàng không nhìn thấy. Thế nhiều bạn học viên đến với Cần chứ. Các bạn bảo là sao mình mới bảo là sao khách hàng trả lời thì không trả lời thế. Các bạn bảo em trả lời hết rồi. Đấy. Và mất đi một lượng khách hàng rất lớn. Đúng rồi, cái link bio nhé. Rồi, số 6 này. Không xuất hiện những cái hành vi hút thuốc này. Cả nhà lướt TikTok thấy rất ít hành vi hút thuốc đúng không ạ? Đôi khi mình quay clip mình không hút thuốc, nhưng mà bối cảnh đằng sau có một thằng đi qua nó hút thuốc chẳng hạn. Vừa rồi Cần có một cái trường hợp là gì ạ? Là mình quay clip nhá, nhưng mà mình không, tức là mình chẳng vi phạm gì hết, nhưng mà đằng sau chẳng hạn là có hai ông tướng đi qua, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Hai ông tướng không đội mũ bảo hiểm. Đấy là mình clip bị vi phạm do hai cái thằng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nó lướt qua. Đó. Vậy thì những cái hành vi hút thuốc TikTok nó không có thích này. Những cái việc mà chúng ta quay những cái clip mà nó thô tục, máu me, chửi bới, nhục mạ người khác. Đặc biệt là một số các anh chị làm về những cái về thẩm mỹ ấy, một vài cái ví dụ máu me nó be bét ra ấy, đừng quay nhá. Những cái cảnh máu me đừng quay, chửi bới nhục mạ người khác, dân tộc, kỳ thị giới tính. Ví dụ như thế này, có bạn học viên mình ghi là gì ạ? À, ngày xưa nhá, bạn đã làm một clip như thế này, bạn trả lời comment một clip như thế này là tại sao phụ nữ được quyền làm đẹp còn đàn ông thì không? Có mỗi cái comment đấy thôi mà TikTok nó cũng xóa. Bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan đến vấn đề là kỳ thị giới tính ấy. Nên là đừng so sánh nam nữ nhé cả nhà nhé. Giới tính là dân tộc. Nói chung là trong quá trình làm ấy, thực ra là biết luật nhé, nhưng mà tỷ lệ vẫn 5% vẫn chết. Nhưng mà cả nhà yên tâm là khi mình biết luật như thế này thì nói chung là nó cũng tối thiểu đi rất nhiều. Rồi, số 7 này. Không đăng lại không một video thì chỉ đăng trên một kênh thôi. Một video làm ấy chỉ đăng một kênh thôi cả nhà.
có quy định hướng dẫn gì về cài đặt TikTok không? Tí nữa cần hướng dẫn cái phần đấy sau nhé. Ví dụ mình làm một clip thì chỉ đăng trên một kênh thôi. Nên nhiều các anh chị là khôn lỏi làm một clip lại đăng được mấy kênh thôi. Đấy, thì không được nhé. Mình có thể làm lấy cái clip này mình đăng Facebook, mình đăng YouTube được, nhưng mà trên TikTok chỉ đăng được một kênh thôi. Và mình thậm chí là mình có thể đăng lại trên kênh của mình vẫn được, không có sao. Rồi số 8 này, tuân thủ đạo đức và pháp luật Việt Nam. Cái này nghe rất chung chung đúng không cả nhà? Nhưng mà dễ chết nhiều nhất. Là những ông nào mà đi ô tô ấy, ví dụ mà vừa đi ô tô vừa nghe điện thoại chẳng hạn. Đấy, hoặc là đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm là cũng bị xịt. Ví dụ là nếu như bây giờ mình không biết những cái chính sách này thì hôm tới mình làm clip mình lại không hiểu tại sao clip mình bị xóa. Mình không hiểu tại sao clip kênh của mình bị bóc tương tác, đúng không ạ? Và đây chính là những cái thứ mà giúp cho cả nhà rút ngắn lại cái kinh nghiệm, rút ngắn cái thời gian vấp ngã của mình lại. Nên là cần mong muốn là gì ạ? Cả nhà tập trung và ghi kỹ nó lại. Và mình thậm chí là mình đọc đi đọc lại nha, không hôm sau vẫn bị vi phạm bình thường. Rồi đây, ngoài ra ở đây nó có cái chính sách của nó đây này. Tí nữa cần sẽ gửi link chính sách, gọi là cái chính sách full cộng đồng luôn. Nó dài lắm. Đây này. Đây là chính sách của nó này. Nó dài lắm. À, chủ nghĩa bạo lực này. Những cái hành vi liên quan bạo lực này. Hành vi thù địch này. Đây nhá. Những anh chị nào mà làm về thẩm mỹ này. Làm về... làm về phụ khoa này. Làm về sinh lý này. Thì tí nữa nhá. Vào cái phần này này. Là... hình ảnh khỏa thân. Tự nhiên nó ao ra. Đây nhá, tí nữa cần gửi cái link này nhá. Thì những anh chị, đặc biệt những anh chị nào làm về sinh lý, làm về thẩm mỹ ấy, đây này, những hình ảnh khỏa thân dục này, sự an toàn của trẻ vị thành niên này, tính toàn à đâu? Nó chủ yếu là cái chỗ này, hình thân và hoạt động tình dục rồi. Ví dụ là một số anh chị làm về sinh lý nhá, mình chiếu những cái hình ảnh gọi là hình ảnh sách nhưng mà 3D thôi. Hình ảnh gọi là hình ảnh hoạt hình thôi cũng chết. Đó thì ở đây nó sẽ rất chi tiết luôn. Thì cần sẽ gửi cái link này vào trong nhóm nhé. Một số anh chị ở ngành nghề đấy lưu ý giúp cần thôi. Đọc kỹ lại. Rồi đấy. Các anh chị thấy cái phần chính sách nó có bị chặt quá không? Cả nhà thấy cái phần chính sách nó có bị chặt quá không ạ? Chặt bình thường đúng không ạ? Thì cần thấy là thực ra là TikTok nó hướng đến những cái câu chuyện mà xây dựng một cái cộng đồng rất là sạch. Và đấy là một trong những cái điều mà rất là thú vị. Và công việc ở đây là ai hiểu luật thì người đấy thắng thôi, cả nhà nhá. Và khi cả nhà biết được cái điều này, đồng ý là nó sẽ rút ngắn được rất nhiều cái gọi là cái sự vấp ngã riêng của mình. Những cái điều này cần phải tổng kết rất là nhiều trong cái quá trình mình làm với lại cá nhân của mình và học viên của mình. Và chia sẻ thêm cho cả nhà ấy, có một cái lần mình cảm thấy rất buồn, có một cái kênh TikTok của mình ấy, là hơn 300.000 follow, kênh đấy là kênh thẩm mỹ và kênh đấy bị xóa bay vĩnh viễn luôn, gọi là từ trần vĩnh viễn luôn, vì lý do vi phạm quá nhiều. Và mình hiểu được cái cảm giác đấy, nó tức là đang có một kênh rất nhiều khách hàng như thế mà bị xóa thì phát, xin thưa anh chị là mọi công sức nó đổ xuống sông đúng không ạ? Gọi là có những lúc mình nghĩ nó tiêu cực dã man. Nhưng mà mình lại nghĩ là gì? Tất cả những cái kinh nghiệm đấy nó lại đóng gói lại thành những cái trải nghiệm của mình. Và ngày hôm nay thì cần cũng giúp cho rất nhiều học viên họ tránh được những điều này. Thú vị mà. Nhưng mà cả nhà đi sau thì không nhất thiết phải như cần. Như cần thì mình thích vấp ngã, mình thích trải nghiệm. Vì mình thích dấn thân và cái nền tảng này nó khác. Giãn sâu hơn tí nữa, em chưa thuộc lắm. Cái gì? Thầy giãn sâu hơn là như thế nào Thúy Oanh? Thầy giãn sâu hơn tí nữa, giảng sâu hơn tí nữa em chưa thuộc lắm. Cái chỗ này thuộc làm sao được? Cái chỗ này mình phải chụp lại. Và cả nhà nhớ giúp cần nhá, là nếu như ví dụ như ai bị chậm ấy, thì chúng ta tí nữa sẽ xin lại video để chúng ta xem lại. Đấy. Vì cái phần này cần đã giảng rất là chậm đấy. Chụp lại nhá, đây cần chiếu lại cái chỗ này nhá. Chiếu lại ba cái chỗ này. Thực ra là đây nhá, chụp lại cái chỗ này. Cái chỗ này thì hiểu rồi đúng không ạ? Có cái chỗ này thôi. Đây này. Có cái chỗ này này. Là khi mà khách hàng người ta hỏi mua hàng
mình comment nó phải lách ký tự đi. Ví dụ khách hàng hỏi là bây giờ là gì ạ, hỏi là bảo anh ơi tôi muốn mua sản phẩm này thì mua như thế nào, thế bảo anh bảy trả lời là gì, ở liên hệ Facebook tôi nha, liên hệ Zalo, liên hệ số điện thoại này cho tôi nha, thì sẽ bị vi phạm chính sách, nó sẽ ẩn tất cả những comment đấy, khách hàng không nhìn thấy. Vậy thì bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Thì bây giờ có khách hàng hỏi đây, ví dụ như thế này đấy, là bây giờ là cái sản phẩm này muốn mua thì như thế nào, thì mình đây là cái mẫu trả lời, ví dụ là mình ghi là em chấm này ABC này đấy, đây là cái cách trả lời, mình cứ phải gọi là mình lách ký tự đi thôi nhá. Còn đấy, hiểu chưa bảo anh ơi, cái chỗ này không thuộc được đâu mà mình phải hiểu thôi nhá. Cả nhà trong quá trình mình không hiểu ấy thì cả nhà có thể là comment hỏi luôn cái phần chỗ đấy nhá. Rồi, ok. Và có một cái lưu ý như thế này nữa, trong quá trình mình làm ấy thì đôi khi là mình bị xóa oan. Mình bị xóa oan ấy thì khi mà mình bị xóa video thì cần đề xuất là gì ạ? Mình sẽ không xóa cái video đấy đi luôn mà mình sẽ kháng cáo lại. Tức là mình sẽ báo cáo lại là tôi bị oan ấy. Đó. Nhưng với điều kiện là bây giờ mình phải biết là cái clip đấy nó có bị xóa hay không. Lát thầy cho em xin. Ok nhá. Ví dụ mình biết luật và mình biết là cái clip của mình bị oan thì mình sẽ kháng cáo lại cái nội dung. Ở đây cả nhà có nhìn thấy không ạ? Cần kháng cáo lại nội dung vẫn ngon lại bình thường. Vậy thì kháng cáo như thế nào đây? Thì đầu tiên nhá, chúng ta vào cái phần hộp thư ở đây này. Vào cái phần từ TikTok này. Nó sẽ thông báo những cái lỗi mà mình bị vi phạm ở đây. Đó. Thì mình sẽ bấm vào những cái lỗi đấy thôi. Và nó sẽ có một cái chỗ là gửi đơn khiếu lại. Thực ra là trong clip này bị xóa là đúng rồi. Cái clip này là nói về cái sản phẩm Gucci. Cái chà leo. Đó. Thì bị xóa là đúng rồi. Tức là hàng fake thì bị xóa nhưng mà cần lấy ví dụ thôi. Thì chúng ta sẽ gửi đơn. Mình báo cáo vào đây. Ví dụ ở đây mình ghi đơn giản thôi. Ví dụ là em bị oan chẳng hạn. Mong TikTok xem xét lại. Đấy, ví dụ như thế. Đó thì gửi thường là 1-2 ngày nó sẽ gửi phản hồi về cho mình. Nhá. Mình kháng cáo lại, mình hiểu, với điều kiện là mình hiểu luật nha cả nhà nhá.